chào mọi người. Hôm nay sinh nhật mình quyết định đi câu cá. Thì hôm nay mình sẽ đi ra biển. Đây là ông xã mình đang cho tàu xuống. Camera xuống biển quay cho mọi người coi cá dưới biển nha. Quay cho mọi người coi cá dưới biển như thế nào. Thì bây giờ mình xả cái camera xuống nha.